Đại từ bi phổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài tụng khánh đản. Đệ tử
Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Mời tất cả quý vị cùng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557 xin được tiếp nối bằng phần thơ ca cúng dường Phật Đản. Kính bạch nhị vị ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng, thật vô cùng hạnh phúc thay khi chúng ta vừa được tắm mình trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ Đản Sanh. Bây giờ chúng con xin dùng tất cả những âm thanh hay nhất, đẹp nhất để tán dương trọn vẹn tình yêu thương muôn loài của Đấng Chí Tôn. Dù biết rằng tiếng hát nào người ca cho tròn đủ âm tiết đào màu huyền nhiệm vô song, và bút mực nào có thể tả hết tư tưởng bạc ngàn đầy tính từ bi trí tuệ của Đức Bổn Sư. Tuy nhiên trong nỗi thênh thang lồng lồng nhưng mặc nhiên trừng thánh nhưng hoạt dụng ấy, chúng con xin được dâng lên Đức Phật với tất cả nỗi cảm xúc của chính lòng mình qua âm điệu ngọt ngào trầm lặng của các nhạc sĩ thi nhân để ngợi thán. Trong cảnh giới của đạo thi ca, đây chỉ là một ngọn nước con hứng được trong tay giữa biển giác bạc ngàn lung linh hương từ diệu vời. Ngưỡng kính chư Phật trong mười phương gia hộ cho tất cả chúng con. Chương trình thơ ca cúng dường Phật Đản Phật lịch 2557 xin phép được bắt đầu. Và mở đầu là hợp ca kính mừng Phật Đản do gia đình Phật tử Thiện.
viện Hoa Hai ngành oan trình bày. Phật tử Thiền Hoa Hai, bài hát Em Đến Chùa sẽ được trình bày qua vũ khúc của Đàm Hoa với hai em Minh Hòa, đó là Ngọc Hiền và Thủy Trúc. Một hôm mong một đêm chùa
hơn điệu múa rất là dễ thương và hồn nhiên của hai em thiếu nhi và một thiếu nhi ngã. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay. Chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản sẽ được tiếp nối bằng ca khúc Phật về trên đỉnh Chân Như, sẽ được trình bày qua ca sĩ Lâm Minh Ngọc, thơ của Trần Quê Hương và nhạc Hương Việt. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ đầu tiên Lâm Minh Ngọc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng. Xin cảm ơn dòng ca thật là trìu mến của ca sĩ Lâm Minh Ngọc. Kính bạch thái thầy, kính thưa quý đại chúng, đêm nay con xin dành tròn tất cả những âm thanh hay nhất, trìu mến nhất để dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Đảng Sanh với một bài thơ Phật Phật vào đời, thơ của Trụ Vũ. Tiên Hài xin phép trình bày. Oh,
Phật. Lời nào với 2557 năm về trước, nơi vườn Lâm Tỳ Ni muôn hoa đua nở, muôn chim ca hát để đón mừng một đấng cha lành của nhân loại vừa mới đản sanh. Hoạt cảnh mừng đản sanh sẽ do gia đình Phật tử Thiền Hoa Hai, các em thiếu nhi ngành, các em ngành anh trình bày. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón những người con từ Lâm Tỳ Ni Viên. Đêm nay hôn từ cung trời đâu xuất nhìn về, chư thiên thấy để cầu quý hương tôi bừng sáng, sáng hơn một triệu vì sao sáng đang diệu vòng quanh vũ trụ, chờ phút giây màu nhiệm Phật ra đời. Qua bao nhiêu năm, thuở xưa Thích Ca Như Lai già đời phổ độ chúng sanh nơi chốn sông Mê. Bạc ngát ánh sáng, nơi nơi bình an muôn lòng sáng rồi, niềm tình vô biên khắp cùng thế nhân. Như Lai Như Lai, chúng con xin dâng bao lòng chân thành và vạn nén hương thơm ngát muôn phương. Như Lai Như Lai, thiên thân cha lành từ bi xót thương muôn loài đắm mê giữa vòng trầm luân. Không gian vô biên, lắng nghe bao nhiêu hiền hòa yên lặng tràn ngập thế nhân những phút hân hoan. Anh đơn chi gian, giáng sinh vì thương muôn loài vô lượng, lầm mê trong cánh lao bệnh tử sinh. Như Lai Như Lai, chúng con hôm nay phụ phục bên Ngài, tìm lại phút xưa trong phía đang say. Như Lai Như Lai, hình dung của Ngài là nguồn thắm tươi cho hồn chúng con giữa vòng chậm luân. Như Lai Như Lai, hình dung của Ngài là nguồn thắm tươi cho hồn chúng con giữa vòng chậm luân. Như Lai Như Lai, hình dung của Ngài là nguồn thắm tươi cho hồn chúng con giữa vòng chậm luân. Giờ linh thiêng đã điểm, khi mẫu hoàng tay nâng nhẹ nhành hoa, phút linh thiêng gió lặng chim ngừng, hoa bất diệt nở ngay vườn sinh diệt. Giờ phút linh thiêng gió lặng chim ngừng, giờ phút linh thiêng gió lặng chim ngừng, khi bất diệt đi ngang qua dòng sinh diệt, bàn tay truyền pháp trong hương đêm.
tên kia ân các tường nở trắng một bông hoa, ân các tường nở trắng một bông hoa. Thế giới vàng ngàn đồng thanh ca đời vàng thật thế ca vàng phật thích ca có hoa hận xin từ bao muôn hoa nơi vườn sinh diệt nụ giác ngô cai hoa thẳm muôn thi thiên ngày về đây học tiếng nói lời người ngày về đây học tiếng nói bài người. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bảo Thiền sẽ cùng hai em Mùa Minh Họa, Phước Bảo Long và Phước Bảo Nghiêm là nhóm Phật tử Sen Hồng của Chùa Vô Ưu sẽ trình bày vũ khúc Trăng Tròn Tháng Tư. Có sắc
Nhưng loài hoa tinh khiết nhất, khi ở trong chốn bồn nhơ vẫn luôn luôn vươn lên mạnh mẽ và luôn luôn giữ được hương thanh khiết của mình mà không bao giờ bị lẫm bồn nhơ. Mùa điều, mùa sen sẽ do Phật tử Trầm Hương và một em Minh Hòa trình bày. Thank you.
tràng vũ khúc Ánh Sáng Tâm Minh do gia đình Phật tử Thiền Hoa Hai trình bày. Kính thưa Chư Tôn Đức Ni, kính thưa quý vị Phật tử, sau năm 1945, Pháp trở lại Việt Nam xâm lược một lần nữa và không chịu được ách nô vong của thực dân Pháp. Toàn quốc đã bùng lên kháng chiến. Bác Tâm Minh Đê Đình Thám là bậc trí giả Việt Nam ưu thời mẫn thế, một người Phật tử Việt Nam đứng trước nỗi khổ một quê hương cũng đã sắm tay tiến vào chiến trường, góp phần sức mình trước những ngọn cồn phong thời đại. Cho đến ngày đất nước bị chia đôi, bác vẫn còn ở bên kia bờ vĩ tuyến 17. Ở nơi đó, tuy không còn sự hoạt động của tôn giáo nữa, nhưng bác vẫn chuyên tâm vào một con đường hoằng dương chánh pháp cho đến cuối đời. Nhạc phẩm dành vũ khúc Ánh Sáng Tâm Minh do gia đình Phật tử Thiện Hoa Hai trình diễn sẽ minh họa lại tấm gương từ hòa mà kỳ vũ đó đêm nay. Trong anh vàng đồng thanh tiếng reo.
trong hồi sụp sôi, điều linh đạo đức suy đồi, trong trăm hương vòng ngàn nơi, chỉ mang chánh pháp soi đời. Đồng thay, người đầu tiên sáng lập gia đình Phật tử Việt Nam đó chính là bác sĩ Lê Đình Thảm, pháp danh là Tâm Minh. Để kết thúc chương trình của chương trình văn nghệ cúng dường đêm nay, chúng tôi xin mời tất cả các em công an văn nghệ hãy hiện diện trên sân khấu và chúng ta hãy cùng nhau hát vang khúc ca Ánh Đạo Vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật đạo. Xin cảm ơn tất cả các con. Ban văn nghệ sen trắng, ban văn nghệ sen hồng. Đúng là sen trắng, sen hồng của chùa Vô Ưu năm nay nở rộ. Hát cũng hay mà trang phục cũng đẹp. Mong ngày mai sáng tin quang người sẽ thay.